Chiều nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Với 470 trên 472 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết, tán thành bằng 95,14% tổng số đại biểu quốc hội, quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, kỳ họp thứ sau Quốc hội khóa 15 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và đảm nghiêm túc đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau hơn một ngày làm việc trong không khí dân chủ đoàn kết và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc theo đúng nội dung quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 96-2023 của Quốc hội. Công tác thuộc chương trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đã hoàn thành. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội đã thống nhất cao thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ sau Quốc hội khóa 15.